Thưa quý vị, những ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc COVID-19 trong khu phong tỏa cách ly. Do đó, việc siết chặt giãn cách tại các khu vực này đang được các địa phương tập trung toàn lực nhằm đảm bảo nhà cách ly với nhà theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, một trong những khu vực đang thực hiện cách ly y tế do liên quan đến ca mắc COVID-19 là tiểu thương chợ Hà Thân. Nguồn gốc lấy hàng tại chợ đầu mối Hòa Cường có 3 F1 trong gia đình đã đi cách ly tập trung. Theo đó, khu cách ly y tế này đang có 28 hộ dân. Lực lượng khu vực không chỉ thường xuyên tuyên truyền các quy định chủ trương của thành phố thực hiện 5K, mà còn kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách của mỗi người dân, kể cả không được ngồi ngoài hiên hay sân nhà. Và ban ngày thì giao cho tổ COVID cộng đồng cùng với hai kiểm soát viên để kiểm soát chốt. Ban đêm thì lực lượng dân quân và công an để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Qua từ ngày 17 đến bây giờ thì nhân dân đồng tình chấp hành tốt cái quy định, cũng như là xét nghiệm từng hộ gia đình theo giãn cách đúng gọi từng nhà để ra xét nghiệm. Ngoài ra, ban điều hành khu dân cư cũng thực hiện kiêm việc kiểm tra giám sát người dân đi lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo đại diện hộ gia đình đều được xét nghiệm theo đúng quy định nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn lây nhiễm dịch trong khu phong tỏa. Việc cung ứng lương thực thực phẩm cũng đảm bảo thông suốt để người dân an tâm ở yên trong nhà. Một số trường hợp đau ốm thì lực lượng tổ dân phố sẵn sàng hỗ trợ mua thuốc, còn khi mức độ nặng thì liên hệ xe cấp cứu để chở người dân đến các cơ sở y tế điều trị. Còn về lương thực thực phẩm thì cung cấp đến tận nơi. Hiện nay bây giờ chúng tôi cũng ủy ban cũng đã cung cấp cho những cái hộ khó khăn, hộ nghèo trong khu cách ly và đang tiếp tục đề nghị các những cái hộ phong tỏa mấy chục hộ đấy. Với việc siết chặt giãn cách tại khu phong tỏa cách ly sẽ tránh tình trạng lây nhiễm chéo, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.